mình có bệnh sẵn trong người á, vậy với là mình làm nhiều á, cái mình thức đêm á, thức đêm nhiều á mình lao lực, bệnh giờ càng ngày càng ngắm mình không biết á, giờ lao lực thì cái mình xỉu, rồi mình mới biết mình bệnh nó nặng vậy, giờ mình vô cấp cứu mình mổ mình nằm viện mười mấy ngày á. Mình chỉ nuôi hai đứa con, mình làm sao mình nuôi nổi á, bởi mình phải làm nhiều việc. Mình thì mình nghĩ mình mổ xong mình đi làm tiếp, nhưng mà giống như cái bệnh của mình á, là mình mổ xong nhưng mà nó không có hết, giống như người ta nói là giống như cái bệnh nan y vậy đó. Nhiều cái chị thấy vậy không ổn, mà tại vì mình cứ tiền học con dồn dập cái tiền để dành mình ăn từ cũng hết. Cái chị nghĩ chị nhìn lên cái điện thoại á, cái chị thấy người ta bán hàng online, cái gì đấy, sao người ta bán hàng online được, cái mình cũng bắt chước mình bán đi, chưa có ai chỉ gì hết á, chị chỉ bán Facebook này kia thôi chứ chị chưa biết cái đó, chị chưa lên app nữa. Bởi lúc đó mình tìm khách rất là khó, mình bán không đấy thì mình phải ăn, tại vì những cái đồ mà mình lấy á, là không có chất bảo quản, là mình ôm là mình phải ăn, là mình nhà mình ăn. Ngày hôm nay thì thứ nhất là em muốn nghe không gian của mình, và cái thứ hai thì em muốn đến đây để gửi cho mình phiếu nhập học. Dạ, em chúc mừng chị đã trở thành học viên chính thức của chương trình Để Không Ai Phải Bỏ Lại Phía Sau mùa 3. Và em mong là với cái buổi học này thì mình sẽ có thể có thêm được nhiều những cái kiến thức hay ho để có thể áp dụng cho cái gian hàng của mình và có thêm được nhiều đơn hàng hơn nữa nha chị. Dạ, chị sẽ cố gắng, chị sẽ tham gia cái buổi học này. Thì chị cũng áp dụng được nhiều lắm, cái lần người ta dạy cũng tận tình nữa. Chị thích nhất là cái buổi chụp hình, nói cái dù như người ta chỉ mình cái cách đăng bài á, là nó giống như mình chụp hình hay là cái đăng đơn này kia á, là mình mới biết cách cái đó mình áp dụng nữa. Dạ em chào chị Khoa, lần này em ghé lại nhà là thứ nhất là đến thăm mình, thứ hai là em có dắt thêm bạn Nga, bạn này bên GoFood đến để hỗ trợ mình Go Online gian hàng. Và trước khi bắt đầu tiến hành Go Online thì chắc là em sẽ gửi cho mình một món quà trước. Ok, bây giờ chị Khoa có thể mở quà ngay bây giờ luôn nha. Thích quá. Lần trước lúc mà tham gia khóa học là mình đã may mắn nhận được phần quà lúc mà tham gia thử thách chụp ảnh đó đúng không? Rồi giờ thêm một cái nữa. Quá xuất sắc luôn, giờ chị Khoa mở quà luôn nha. Vui, chị vui lắm khi nhận được cái điện thoại. Ok, bây giờ mình đã có điện thoại rồi, bây giờ em sẽ nhờ chị Nga hỗ trợ mình Go Online cái gian hàng của mình nha. Chị ơi, đây là cái màn hình GoFood bên em ha. Thì bên phần GoFood này thì khi chị bấm vào á, tất cả những đơn hàng sẽ hiện lên màn hình như thế này. Thì khi đơn hàng tới, chị vui lòng bấm xác nhận giúp em. Khi mà chị xác nhận á, tài xế sẽ nhận được đơn rồi sau đó tới và lấy hàng của mình chị ha. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì thì chị cứ liên hệ em là người hỗ trợ cho cửa hàng của chị nha. Dạ, cảm ơn. Và em mong là sau khi mà mình đã Go Online gian hàng của mình thì lượng đơn nó sẽ tăng nhiều hơn nữa, và chị cũng không cần phải lo quá nhiều về vấn đề ship hàng như thế nào, và có thể cải thiện được vấn đề tài chính để mình lo cho các con của mình ổn định hơn nha chị. Dạ. Cũng có sự thay đổi, giống như người ta đặt hàng nhiều hơn, giống như khách sỉ của mình á, người ta đặt hàng nhiều hơn. Mà mình cũng giống như mình biết nhiều hơn vậy, mình làm nhiều hơn, cái gì nó cũng ấy ấy hơn. Như Tết hoặc là 20 tháng 11 hay là những cái ngày lễ gì đó là mình, người ta mua một phía khô gà đi, chị sẽ re-ship. Là vậy á, chị sẽ re-ship luôn. Vậy là gian hàng của chị Khoa đã có mặt trên GoFood rồi. Mọi người có thể quét mã QR code cái đây để chúng ta có thể ủng hộ gian hàng của chị nha. Và đến đây chương trình Cà Phê Tết xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào 7:55 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7:10 sáng thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi qua fanpage và YouTube Cà Phê Tết để cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.